Chào tất cả mọi người, hôm nay mình muốn hướng dẫn mọi người mua hàng tại cửa hàng Fred. Với các thành phần hoàn toàn từ thiên nhiên đảm bảo lành tính cho mọi làn da, thì sản phẩm của họ rất là đa dạng. Sản phẩm như dưỡng da mặt này, body này, đến tóc, còn rất là nhiều các sản phẩm khác nữa mang đến vẻ đẹp toàn diện cho con người. Thì đây, nếu như mà các bạn là một người yêu thích loại mỹ phẩm organic thì không thể bỏ qua thương hiệu số 1 tại Mỹ này được. Nhưng mà làm cách nào để chúng ta có thể mua hàng trực tiếp từ Fred về Việt Nam thì mình sẽ hướng dẫn mọi người. Thứ nhất là các bạn hãy tìm kiếm cái tên cửa hàng này ở trên Google. Thì khi mà các bạn vào đây thì các bạn có thể thấy này, làm cách nào để các bạn có thể mua hàng giá rẻ thì mình sẽ hướng dẫn. Các bạn có thể là thấy cái phần này, nếu như các bạn kích vào là các bạn sẽ nhận được giảm giá này 25%, đấy, 15%, 20%, rất là nhiều chương trình giảm giá. Thì khi mà nếu mà các bạn muốn có chương trình giảm giá này, mình khuyên các bạn nên tạo một tài khoản ở đây để nhận cái giảm giá ở trong cửa hàng, vì họ yêu cầu là phải tạo một tài khoản thì mới có thể nhận được giảm giá. Thì mình sẽ kích vào phần này để mình tạo một tài khoản. Mình sẽ tạo một tài khoản cho các bạn xem nhé. Ở đây thì mình điền tên. Rồi, dưới là email. Mật khẩu này. Ngày sinh này, các bạn có thể điền vào đây. Vì nếu như mà các bạn điền ngày sinh này thì đến cái ngày sinh nhật của bạn ấy thì bạn sẽ nhận được cái voucher giảm giá. Zip code này các bạn có thể điền 10.000 hoặc là tùy mỗi người. Ở mỗi tỉnh khác nhau thì các bạn có thể điền vào đây hoặc là điền theo bang. Đấy, xong rồi kích vào phần này. Tạo tài khoản. Chỗ này là điền số phone này. Số phone của mình đang có vấn đề. Không điền được đủ số phone luôn. Rồi khi mà cái tài khoản của mình đã được tạo rồi thì các bạn có thể quay lại cái phần sản phẩm để các bạn xem mua rất là nhiều cái sản phẩm khác nhau. Đây, rất là nhiều sản phẩm này. Có thể là vào đây để xem các loại son dưỡng. Đấy. Thì khi mà các bạn tìm thấy cái sản phẩm của mình rồi thì các bạn có thể là kích thẳng trực tiếp vào sản phẩm này thì họ sẽ có giảm giá luôn khi mà các bạn thêm cái sản phẩm đấy vào giỏ hàng. Đấy, thì các bạn có thể lướt xem này. Bây giờ mình vào thẳng cái phần này để nhận những cái sản phẩm giảm giá ở đây. Rồi khi mà vào đây này, thấy rất là nhiều các sản phẩm khác này. Đấy, các bạn có thể tìm kiếm ở trên cái này để tìm kiếm này. Họ sẽ lọc ra những sản phẩm. Bây giờ mình sẽ chọn một sản phẩm ở đây, mình sẽ mua hàng về cho các bạn dễ hình dung hơn nhé. Đây, mình sẽ kích vào cái sản phẩm này. Rồi khi mà kích vào sản phẩm rồi, ở đây có hai size này. Đây là 100ml, còn kia là 30ml. Các bạn tùy ý, nếu như mà các bạn muốn mua hộp to thì có thể để 100ml. Đấy, bây giờ mình sẽ kích vào 100ml này. Rồi, mình sẽ vào cái giỏ hàng của mình vừa thêm cái sản phẩm này vào để mình xem cái sản phẩm của mình. Sản phẩm của mình là 78,20 đô, đang được giảm giá đi là còn tính cả trừ cả thuế nữa thì là của mình còn 78,20 đô đây. Đã được giảm giá 13,20
80 đô rồi. Còn các bạn kéo xuống dưới giỏ hàng này có thể thêm các sản phẩm này vào, những sản phẩm tương tự để mình mua cái số lượng hàng của mình. Còn cái phần này là cái phần quà tặng. Thì mình sẽ click vào đây để mình xem thử nào. Thì là tất cả những cái quà tặng ở đây đều là miễn phí, toàn bộ miễn phí hết này. Các bạn có thể thêm hết vào. Đấy, mình đã thêm vào tất cả những sản phẩm miễn phí họ tặng cho nếu như mà các bạn mua hàng ở đây. Rồi, bây giờ tiếp theo đến phần check out, hoặc các bạn có thể thanh toán bằng PayPal luôn. Các bạn click thẳng trực tiếp vào PayPal này, các bạn thanh toán luôn. Đây, bây giờ mình sẽ log thử vào PayPal cho các bạn xem này. Thì là vẫn như thanh toán bình thường ở trong cửa hàng thôi. Còn các bạn nếu như mà muốn thanh toán ở trong cửa hàng kia thì có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng, thì các bạn thêm địa chỉ vào. Còn đây, bây giờ mình chỉ cần kích vào đây là mình có thể thanh toán được luôn. Đấy. PayPal của mình là PayPal US rồi. Còn nếu như các bạn thanh toán PayPal Việt Nam, chưa chắc họ đã nhận. Có thể là họ hủy giao dịch của bạn. Họ chưa chắc họ đã nhận thanh toán bằng PayPal Việt Nam đâu. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đến cái phần thanh toán tiếp này. Đến phần này là phần điền địa chỉ. Thì mình cũng nói qua một chút. Tại cửa hàng này họ không vận chuyển ra nước ngoài, chỉ vận chuyển ở trong nước. Nhưng mà nếu như mà các bạn muốn mua hộ hoặc là các bạn tự mua thì các bạn có thể vận chuyển đến địa chỉ của bạn bè, người thân khi mà đi du lịch về thì gửi kèm theo về nước. Hoặc là các bạn nhờ các công ty vận chuyển thì các bạn mua hàng đến địa chỉ đấy. Hoặc là các bạn có thể nhờ kho bên mình có thể tạo kho cho bạn rồi là cho bạn tự quản lý cái hàng khi mà các bạn mua hàng trực tiếp về để chuyển về Việt Nam. Hoặc là nhờ bên mình mua hộ. Nếu như bên mình mua hộ thì các bạn sẽ phải mất 2-5% chi phí sản phẩm, là bên mình tính ra là 10 đô trên 1 cân. Đấy, thì các bạn cứ hình dung xem. Nếu như các bạn tự mua kia chuyển về thì có thể là các bạn sẽ phải mất thêm thuế nữa. Nên rất là khó, mà các bạn phải biết cách mua. Còn các bạn tự mua được thì nhờ người thân cầm về khi đi du lịch về cùng thì sẽ không phải mất thuế hay là gì cả. Còn nếu như mà họ lại gửi về nữa thì các bạn mất thuế, rồi là mất phí vận chuyển nữa. Rồi bây giờ mình sẽ điền cái địa chỉ của mình vào đây nhé. Địa chỉ kho bên US của mình. Mình sẽ lưu lại địa chỉ này để lần sau mình tiện thanh toán. Phần tiếp theo là phần dịch vụ vận chuyển này. Các bạn có thể là chọn vận chuyển miễn phí hoặc là vận chuyển mất tiền này thì họ sẽ vận chuyển nhanh hơn, tốc độ cao hơn. Thì mình ở đây mình chọn vận chuyển miễn phí 5-7 ngày là mình đã có thể nhận được hàng tại địa chỉ ở Mỹ rồi. Thì mình sẽ tiếp tục nhé. Phần tiếp theo, phần này là đến phần thanh toán này. Thanh toán ở đây thì có hai dạng thanh toán là PayPal và thanh toán bằng thẻ tín dụng. PayPal thì mình kích lại ra cái phần như lúc đầu mình vào đấy, thì các bạn cũng đã có thể thấy rồi. Còn đây, phần này thẻ tín dụng thì các bạn có thể là điền thẻ tín dụng của các bạn vào đây. Còn phần dưới này, phần dưới là phần Egit Card, là cái thẻ quà tặng. Nếu như mà các bạn muốn mua hàng thì bên mình cũng có thể là bên mình sẽ bán cho bạn thẻ quà tặng ở đây. Nhưng mà các bạn tự mua hàng nếu như mà không biết cách mua thì sẽ có thể là mất trắng luôn cái thẻ quà tặng đấy. Vì các bạn mua hàng ở đây phải biết cách fake IP, không thì họ sẽ hủy giao dịch của bạn. Nên bạn sẽ có thể là mất trắng luôn cái gift card đấy. Còn nếu như mà các bạn mua với số lượng lớn thì bên mình sẽ có giá tốt hơn cho bạn, vì bên mình có nguồn gift card. Đấy, thì mình cũng nói qua một chút như thế để cho các bạn dễ hình dung hơn khi mà các bạn tự mua hàng. Rất là nhiều thủ tục khác nhau.
Còn ở đây, bây giờ mình sẽ thanh toán bằng thẻ tín dụng. Mình sẽ điền thông tin vào đây, tất cả đầy đủ. Rồi, bây giờ thông tin của mình là đầy đủ hết rồi. Thì bây giờ mình sẽ kích vào cái phần này để mình xem lại cái đơn hàng của mình. Tất cả mọi thứ đã đầy đủ hay chưa? Đây thì cho mọi người kiểm tra. Đây là địa chỉ này. Phương pháp vận chuyển này. Rồi, thanh toán này. Còn phần này. Tổng tất cả đơn hàng của mình là 83,87 đô. Đấy, thuế mất 5 đô. 5,67 đô đây. Đấy, sản phẩm thì mình mua sản phẩm này. Dưỡng da ban đêm đây. Và có ba cái loa sản phẩm này là quà tặng, họ tặng miễn phí. Đấy, bây giờ mình chỉ cần kích vào đây thôi là mình đã có thể thanh toán rồi. Là đơn hàng của mình họ sẽ vận chuyển trong 1 đến 2 ngày là sẽ tới vận chuyển đến bên kho của mình. Còn nếu như mà các bạn nào mà có thắc mắc gì thì hãy để lại comment bên dưới nhé. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Chào tất cả mọi người, chúc mọi người mua hàng thành công.